tôi lên Sài Gòn lập nghiệp. Chứ gia đình, họ hàng đều ở quê. Nhà tôi ở một ngôi làng nhỏ, bao quanh là đồng lúa bạc ngàn. Giờ này, con bé Ti, con gái tôi chắc đang ngủ trưa ngoài hiên nhà. Còn mẹ tôi thì đang nấu cơm chiều. Ba tôi chắc đang đập lúa cho kịp nắng. Cũng hết mùa gặt rồi. Có thể một vài gia đình vẫn còn đang gặt nốt cho xong. Ngoài đường, thể nào cũng ngập tràn mùi lúa chín, quyện mùi cỏ cháy. Bà con xóm giềng hẳn là đang nhộn nhịp chuẩn bị ăn Tết. Còn ba và thằng em tôi chắc cũng đang đi gặt về. Chị Mai, chị Mai, lại thẫn thờ cái gì vậy? Tranh thủ mai cho xong đi, để tối còn đi mua đồ Tết. Chắc cũng không sao đâu, chị cũng có định mua sắm gì hết á. Ủa gì kỳ vậy? Chị về quê mà không tính mua gì sao? Đừng có nói với em là chị định không về nhà ăn Tết luôn nha. Ừ. Biết khi nào chị em mình mới được đi mua sắm thoải mái mà không cần phải đợi tới hạ giá chị ha. Giỡn hoài, có mà 30 năm nữa. Làm vậy hả con? Dạ, con gửi dì tiền nhà tháng này. Ừ. Cảm ơn dì. Mai, thư nè. Dạ. À, thư của ba con. Con cảm ơn Tư. Ủa, hả? Chị Mai, em về quê nha. Chúc chị ăn Tết vui vẻ. Ờ, em cũng vậy nha. Dạ. Con gái, mong là con kịp nhận lá thư này. Con nói má là Tết này con không về nhà được vì bận làm. Đứa con gái nhỏ của ba đâu rồi? Đứa con gái nhỏ lúc nào cũng mong tới Tết. Ba biết rằng cuộc sống ở Sài Gòn rất vất vả. Ba cũng biết kiếm tiền cũng không dễ. Con đã nuôi gia đình như một đứa con hiếu thảo và cực khổ cũng nhiều. Ba biết Tết rất là mệt mỏi với nhiều áp lực, mua quà cáp và chi phí. Mà chúng ta dường như đã quên rằng ý nghĩa thực sự của Tết là gì. Tết là thời gian dành cho gia đình, tạm gác lo toan và quây quần bên nhau, và bắt đầu một năm mới nhiều hy vọng mới. Tết là lúc tưởng nhớ tổ tiên và quê hương, là dịp mà mọi người trong gia đình dành thời gian với nhau trong yêu thương. Tết chưa bao giờ là vì quà cáp hay tiền bạc. Con à, lúc này á là lúc tạm gác những lo toan và trở về nhà. Con của con nhớ mẹ, bà má cũng nhớ con. Bà có để một vé xe trong phong bì. Về ăn Tết đi con. Ba của con. Tết vui vẻ nghe. Ủa, về ăn Tết mà đi tay không vậy con?